vì trong thời gian qua các bạn đã theo dõi fanpage của chúng tôi. Và trong quá trình mà Bộ Luật Lao Động được hướng dẫn thi hành bởi rất nhiều các nghị định và thông tư hướng dẫn, thì chúng tôi cũng đã cập nhật khá là nhiều những thông tin liên quan đến việc Bộ Luật Lao Động năm 2019, các nghị định và thông tư hướng dẫn thì có những điểm mới như thế nào. Nhưng mà có một vấn đề mà tôi thấy trong thực tế khi mà chúng tôi đi làm việc ở các doanh nghiệp, thông qua rất nhiều những cái chương trình đào tạo hoặc là các cái chương trình tư vấn của chúng tôi tại doanh nghiệp, thì tôi thấy các bạn rất là quan tâm đến việc là Bộ Luật Lao Động năm 2019 thì sẽ còn bao nhiêu nghị định và thông tư hướng dẫn. Và đặc biệt là sau tất cả những cái Bộ Luật Lao Động, nghị định và thông tư hướng dẫn thì có bao nhiêu điểm mới tác động đến doanh nghiệp, và doanh nghiệp sẽ phải làm gì để ứng phó với tất cả những cái sự thay đổi của Bộ Luật Lao Động. Và chúng tôi cũng đã nhận được rất là nhiều các cái câu hỏi từ phía các bạn đã tham gia trong fanpage hỏi chúng tôi về những vấn đề có liên quan đến Bộ Luật Lao Động 2019, kể cả những điểm mới và việc ứng dụng vào trong thực tế. Trong suốt một cái thời gian vừa rồi thì chúng tôi cũng đã rất nhiều lần mong muốn là sẽ tổ chức một buổi live stream để có thể được tương tác với các bạn, lắng nghe thông tin từ phía tất cả các bạn và cùng chia sẻ với các bạn những cái kinh nghiệm mà chúng tôi đã làm được trong quá trình tư vấn, những kinh nghiệm mà chúng tôi đã có thể có được trong quá trình chúng tôi tham gia trong quá trình xây dựng luật. Thế nhưng mà rất là xin lỗi các bạn vì cho đến thời điểm ngày hôm nay, sau khi mà Bộ Luật Lao Động năm 2019 đã chính thức có hiệu lực rồi thì chúng tôi mới có thể tổ chức được một buổi live stream như thế này. Thì dự kiến trong buổi live stream khi mà chúng tôi có gửi đến các bạn thì chúng tôi dự kiến là chúng tôi chọn 5 chủ đề là những vấn đề quan trọng nhất trong Bộ Luật Lao Động năm 2019 để trao đổi với các bạn. Và chúng tôi cũng đề nghị với các bạn là trong một buổi thì chúng ta chưa thể nói được tất cả 5 chủ đề này, cho nên chúng tôi cũng rất là mong muốn là các bạn sẽ bình chọn 2 trong số 5 chủ đề đó để chúng ta có thể trao đổi với nhau. Thì 5 chủ đề mà chúng tôi đề xuất với các bạn vì nó có ảnh hưởng rất là lớn đến hoạt động của các doanh nghiệp khi mà Bộ Luật Lao Động 2019 xuất hiện, đó là chủ đề về ký kết thực hiện hợp đồng lao động, chấm dứt hợp đồng lao động, xử lý kỷ luật, tiền lương, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi. Thì sau một thời gian dài để các bạn bình chọn thì chúng tôi nhận thấy là mối quan tâm của các bạn ở hai cái chủ đề mà hôm nay chúng ta sẽ trao đổi với nhau là rất là lớn. Chủ đề thứ nhất đó là chủ đề về ký kết và thực hiện hợp đồng lao động, và chủ đề thứ hai là chủ đề về chấm dứt hợp đồng lao động. Vì thế mà cho đến thời điểm ngày hôm nay thì chúng ta thống nhất với nhau là chúng ta sẽ tập trung vào hai chủ đề đó trong buổi trao đổi tọa đàm ngày hôm nay. Thế còn sau này khi mà chúng tôi có thời gian và nếu như các bạn cũng thực sự quan tâm đến những vấn đề còn lại trong số 5 chủ đề này thì chúng ta sẽ có hoặc là một cái buổi tiếp tục chúng ta trao đổi với nhau qua trang fanpage này, hoặc là chúng ta sẽ có một cái buổi tọa đàm chính thức rất là trân trọng mời các bạn sẽ đến tham dự với chúng tôi tại Trung tâm Tư vấn Pháp luật của Đại học Luật Hà Nội vào một cái thời điểm thích hợp để chúng ta bàn về những vấn đề còn lại trong Bộ Luật Lao Động năm 2019 cũng như là trong các nghị định và thông tư hướng dẫn. Thì cùng làm việc và trao đổi với các bạn trong buổi tọa đàm ngày hôm nay giữa tôi với các bạn thì có tôi và cộng sự của tôi là bà Trần Thị Ngọc Hoa. Thì hôm nay tôi và bà Hoa sẽ cùng trao đổi với các bạn những cái vấn đề mà các bạn quan tâm. Và như chúng tôi cũng đã giới thiệu với các bạn thì trong buổi làm việc trao đổi tọa đàm ngày hôm nay thì dự kiến là chúng tôi sẽ trao đổi với các bạn 4 nội dung. Nội dung thứ nhất là tôi sẽ nói với các bạn những điểm mới và đặc biệt quan trọng của vấn đề chấm dứt, vấn đề ký kết hợp đồng lao động ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động của doanh nghiệp. Phần thứ hai là các câu hỏi mà các bạn đã gửi đến cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ chọn ra 5 hoặc là 6 câu hỏi quan trọng của các bạn để chúng tôi trả lời những cái câu hỏi mà các bạn quan tâm. Vấn đề thứ ba nữa là chúng tôi sẽ cùng trao đổi với các bạn những câu hỏi mà các bạn đang tham gia trong buổi hôm nay. Các bạn nêu câu hỏi thì chúng tôi sẽ trả lời các cái câu hỏi đó. Phần thứ tư là nếu như mà còn thời gian thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn cái kinh nghiệm mà chúng tôi đã trực tiếp tham gia tranh tụng về các cái vụ việc liên quan đến lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội. Tất nhiên những cái vụ tranh tụng này thì nó sẽ không diễn ra trong bối cảnh của Bộ Luật Lao Động năm 2019, bởi vì Bộ Luật Lao Động năm 2019 thì cũng vừa mới có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021. Nhưng mà chúng ta thử tịnh tiến thời gian theo Bộ Luật Lao Động năm 2019 thì chúng ta thấy là khi mà chúng ta vận dụng Bộ Luật Lao Động năm 2019, Nghị định 145 và Thông tư số 10 thì chúng ta sẽ xử lý những cái tình huống này như thế nào nếu giả sử mà nó xảy ra ở thời điểm của Bộ Luật Lao Động năm 2019 chính thức có hiệu lực. Và như vậy thì mời các bạn, chúng ta sẽ cùng ở phần thứ nhất đó là trao đổi về những cái điểm mới của Bộ Luật Lao Động, các nghị định và thông tư hướng dẫn liên quan đến việc ký kết thực hiện hợp đồng lao động và chấm dứt hợp đồng lao động.
Đặc biệt là chúng tôi sẽ có một số cái gợi ý là với những cái điểm mới như vậy thì nó sẽ tác động như thế nào đến hoạt động của doanh nghiệp và doanh nghiệp sẽ phải là gì. Ở trong phần này thì tôi sẽ trao đổi hai nội dung. Nội dung thứ nhất là liên quan đến việc ký kết và thực hiện hợp đồng lao động. Thì liên quan đến việc ký kết và thực hiện hợp đồng lao động thì điểm đầu tiên được coi là rất quan trọng trong Bộ luật Lao động 2019 đó là việc nhận dạng thế nào là một hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 13 của Bộ luật Lao động. Thì theo quy định của Bộ luật Lao động mới tại Điều 13 thì một cái hợp đồng bất luận là nó có một cái tên gọi như thế nào nhưng nó có các cái dấu hiệu sau đây thì nó sẽ được coi là hợp đồng lao động. Dấu hiệu thứ nhất của nó là có việc làm. Dấu hiệu thứ hai là có việc trả lương. Và dấu hiệu thứ ba là có quản lý, điều hành, giám sát đối với người lao động. Nếu mà trong trường hợp một cái hợp đồng có thể tên gọi của nó, ví dụ chúng ta đặt tên hợp đồng khoán việc, hợp đồng cộng tác viên, hợp đồng dịch vụ, vân vân. Nhưng nếu như trong nội dung của nó mà nó chứa được các cái điều, các cái dấu hiệu như tôi vừa mới trao đổi với các bạn và được quy định tại Điều 13 ấy, thì lúc đấy nó sẽ được coi là hợp đồng lao động. Trước kia trong bối cảnh của Bộ luật Lao động cũ thì cũng đã có rất nhiều những cái quan điểm về vấn đề này nhưng mà nó chưa có một cái cơ sở pháp lý rõ ràng. Nhưng mà đến Bộ luật Lao động năm 2019 thì nó rất là rõ. Thì đấy là điểm mới thứ nhất mà các doanh nghiệp nên quan tâm về việc nhận dạng một cái hợp đồng lao động. Điểm mới thứ hai liên quan đến hợp đồng lao động đó là hợp đồng lao động bây giờ nó chỉ còn hai loại thôi. Loại thứ nhất là hợp đồng có thời hạn và loại thứ hai là hợp đồng không thời hạn. Thì cái hợp đồng có thời hạn ấy, thì nó sẽ có thời hạn tối đa là 36 tháng. Như vậy hợp đồng có thời hạn thì có thể hiểu nó là hợp đồng có thời hạn nhỏ hơn hoặc bằng 36 tháng. Và loại hợp đồng thứ hai là hợp đồng không thời hạn. Và các doanh nghiệp thì rất băn khoăn là có một cái loại hợp đồng tên của nó là hợp đồng theo mùa vụ nó đi đâu mất. Thì cũng xin nói rõ với các anh chị là hợp đồng theo mùa vụ theo Bộ luật Lao động mới là nó không còn. Thế còn cái hợp đồng lao động có thời hạn dưới 12 tháng thì nó vẫn tồn tại nhưng nó ẩn ở trong cái hợp đồng lao động có thời hạn nhỏ hơn hoặc bằng 36 tháng. Thì đấy là cái điểm mới thứ hai mà chúng ta cũng nên quan tâm liên quan đến việc ký kết và thực hiện hợp đồng lao động. Điểm mới thứ ba liên quan đến việc ký kết và thực hiện hợp đồng lao động đó là vấn đề sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động. Thì theo Bộ luật Lao động mới thì việc sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động sẽ chỉ được thực hiện bằng cách là ký lại hợp đồng lao động mới. Còn trước kia thì chúng ta cho phép là việc sửa đổi hợp đồng lao động thì có thể là bằng phụ lục hoặc là bằng hợp đồng lao động mới, mặc dù việc ký phụ lục này chỉ được thực hiện một lần. Nhưng mà bây giờ thì theo luật mới thì tôi xin phép nhắc lại là không được sửa đổi thời hạn của hợp đồng bằng phụ lục hợp đồng lao động mới, mà chúng ta chỉ có thể sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động bằng một cái hợp đồng lao động mới. Thì đấy là điểm mới thứ ba mà chúng ta cần đặc biệt quan tâm liên quan đến việc ký kết và thực hiện hợp đồng lao động. Và điểm mới, một điểm mới nữa tôi thấy là các doanh nghiệp cũng rất quan tâm đó là điểm mới liên quan đến tạm hoãn hợp đồng lao động. Thì về vấn đề tạm hoãn hợp đồng lao động thì trước kia là chúng ta đang hiểu là tạm hoãn hợp đồng lao động là một cái việc được coi là đóng băng hợp đồng lao động trong một thời hạn nhất định. Và khi mà hết thời gian tạm hoãn thì hợp đồng lao động sẽ được tiếp tục thực hiện. Nhưng bây giờ với sự xuất hiện của Điều 31 của Bộ Luật Lao Động thì chúng ta được hiểu là khi hết thời hạn tạm hoãn hợp đồng lao động, nếu như hợp đồng lao động mà hết thời hạn thì hợp đồng này sẽ dừng lại, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. Như vậy thì tôi cũng muốn nói lại là liên quan đến việc ký kết và thực hiện hợp đồng lao động, có thể nếu mà các bạn xem xét từ điều luật này đến điều luật kia của Bộ luật Lao động cũ và mới thì chúng ta có thể phát hiện ra nhiều hơn những cái điểm mới. Nhưng về cơ bản tôi nhận thấy là để có thể nói là những điểm mới mà nó tác động đến doanh nghiệp thì nó đang tập trung vào 4 điểm mà tôi vừa mới trao đổi với các bạn. Và với và việc Bộ luật Lao động nó có những điểm mới như vậy liên quan đến ký kết và thực hiện hợp đồng lao động thì các doanh nghiệp sẽ phải xem xét khá nhiều những vấn đề khác nhau. Vấn đề thứ nhất là các doanh nghiệp sẽ phải xem lại xem là cái hợp đồng lao động mà mình đã ký ấy, nó còn hiệu lực hay không. Và nếu như giả định nó vô hiệu thì nó là vô hiệu từng phần hay vô hiệu toàn bộ. Và nếu như nó vô hiệu thì chúng ta sẽ phải xem xét ký kết lại hợp đồng lao động mới như thế nào. Thì đấy là việc đầu tiên mà các doanh nghiệp sẽ phải đem ra để xem xét. Việc thứ hai nữa là các doanh nghiệp nếu đang duy trì một cái hợp đồng là hợp đồng thời vụ thì các doanh nghiệp cũng sẽ phải xem xét lại. Đấy. Điểm thứ ba là nếu như các doanh nghiệp mà đang duy trì cái hình thức là sửa đổi thời hạn của hợp đồng bằng phụ lục hợp đồng lao động thì việc này là ngay lập tức là phải dừng lại và không được phép thực hiện nữa. Và điểm cuối cùng là cảnh báo các doanh nghiệp mà chúng ta đang sử dụng các cái hợp đồng không mang tên gọi là hợp đồng lao động nhưng mà nó có các dấu hiệu của hợp đồng lao động như tôi đã nói thì chúng ta phải lập tức xem xét lại, bởi vì không loại trừ khả năng là sau khi xem xét
bởi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền như là thanh tra và phá án, thì người ta sẽ đưa ra một cái kết luận là cái hợp đồng mà chúng ta đang sử dụng nó không phải là hợp đồng thời vụ, hợp đồng dịch vụ hay là hợp đồng cộng tác viên, mà nó là hợp đồng lao động. Và trong trường hợp đó lại phải xem xét lại toàn bộ những chế độ có liên quan của người lao động, đặc biệt là vấn đề về đóng bảo hiểm xã hội. Thì đấy là những điểm chính mà tôi xin phép điểm qua liên quan đến ký kết và thực hiện hợp đồng lao động. Bây giờ nói sang nội dung tiếp theo, đó là những điểm mới liên quan đến chấm dứt hợp đồng lao động. Thì tôi muốn nhắc các bạn có một cái điều luật rất là quan trọng mà chúng ta không thể bỏ qua, đó là điều luật mang số hiệu 34 của Bộ Luật Lao Động mới. Thì với điều luật mang số hiệu 34 của Bộ Luật Lao Động mới thì luật đang đưa ra rất nhiều những trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động. Và những trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động này thì nó có thể là nhiều hơn so với trước kia. Thì đấy là điểm mới đầu tiên, là chúng ta cần tập trung vào rất nhiều các cái trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động theo điều 34 của Bộ Luật Lao Động. Điểm mới thứ hai là việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động. Thực sự là theo quy định của Bộ Luật Lao Động mới là nó dễ hơn rất là nhiều. Cụ thể là người lao động bây giờ khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, kể cả là hợp đồng có thời hạn hay không thời hạn, thì đều chỉ phải báo trước và không cần nêu lý do. Trong khi theo luật cũ thì khi mà đơn phương chấm dứt hợp đồng có thời hạn thì phải có lý do và phải báo trước. Một điểm nữa là trong một số trường hợp đặc biệt thì người lao động thậm chí là còn không cần phải báo trước. Ví dụ như người lao động được bố trí không đúng địa điểm, hoặc là không đúng công việc phải làm, hoặc được trả lương không đúng thời hạn, thì người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không cần báo trước. Như vậy nhìn một cách khái quát nhất thì người lao động có thể dễ chấm dứt hợp đồng lao động hơn theo Bộ Luật Lao Động mới. Đấy là điểm mới thứ hai liên quan đến chấm dứt hợp đồng. Điểm mới thứ ba, về phía người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thì ngoài những trường hợp đã được quy định trong Bộ Luật Lao Động cũ thì họ có thêm 3 trường hợp mới. Tôi muốn nhấn mạnh là thêm nhé. Thì 3 trường hợp mới đấy là gì? Trường hợp thứ nhất là người lao động đã đủ tuổi nghỉ hưu và không cần đủ số năm đóng bảo hiểm xã hội thì người sử dụng có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng. Nó khác với trước kia là vừa phải đủ tuổi nghỉ hưu, vừa phải đủ số năm đóng bảo hiểm xã hội, tức là nó hai điều kiện thì lúc đấy mới được đơn phương chấm dứt hợp đồng. Thì đấy là một trường hợp mới. Một trường hợp mới nữa là khi người lao động tự ý nghỉ việc không có lý do chính đáng 5 ngày liên tục trở lên thì người sử dụng lao động cũng được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng đối với người lao động. Và điểm mới cuối cùng là khi người lao động mà có cái việc là không trung thực, làm ảnh hưởng đến hoạt động tuyển dụng của người sử dụng lao động thì lúc đấy người sử dụng lao động cũng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng đối với người lao động. Như vậy cái nhóm điểm mới thứ ba mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây là người sử dụng sẽ được thêm 3 trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Và điểm mới cuối cùng mà chúng tôi thấy là nó rất là ảnh hưởng đến, rất là tác động đến doanh nghiệp trong Bộ Luật Lao Động mới về vấn đề chấm dứt hợp đồng, đó là vấn đề thay đổi cơ cấu tổ chức lại lao động. Thì cái quy trình thủ tục bây giờ rất là phức tạp, nó có rất nhiều bước so với trước kia. Thì đấy là 4 điểm mới liên quan đến chấm dứt hợp đồng lao động. Trong số rất nhiều những cái điểm mới khác thì tôi thấy là khi mà chúng tôi đi làm tư vấn ở các doanh nghiệp hoặc trong thực tế chúng tôi tham gia tranh tụng thì đây là những cái điểm mới mà các doanh nghiệp sẽ rất quan tâm, bởi vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp. Thì tôi xin phép nhắc lại 4 điểm mới đấy là gì. Một là các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động thì được quy định tại điều 34 và nhiều hơn so với trước. Thứ hai là người lao động sẽ dễ dàng chấm dứt hợp đồng hơn theo quy định tại điều 35. Thứ ba là người sử dụng lao động có thêm 3 trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động được quy định tại điều 36. Và thứ tư là việc thay đổi cơ cấu tổ chức lại lao động, cắt giảm lao động dôi dư thì diễn ra theo một cái trình tự thủ tục phức tạp hơn so với trước. Và với 4 cái sự thay đổi này của Bộ Luật Lao Động về vấn đề chấm dứt hợp đồng lao động thì rõ ràng là các doanh nghiệp sẽ phải thận trọng hơn rất nhiều khi mà chấm dứt hợp đồng lao động. Đặc biệt khi mà cái hậu quả nếu như doanh nghiệp chấm dứt sai nó rất là nặng nề thì doanh nghiệp lại càng phải thận trọng. Bởi vì theo quy định ở trong điều 41 của Bộ Luật Lao Động thì khi mà một doanh nghiệp chấm dứt sai ấy, thì phải nhận người lao động trở lại làm việc, phải bồi thường toàn bộ tiền lương kể từ ngày chấm dứt sai cho đến ngày mà nhận người lao động trở lại làm việc, trả tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian đó và bồi thường thêm 2 tháng lương nữa. Tức là hậu quả của doanh nghiệp rất là nặng nề. Trong khi đó thì cái điều kiện để chấm dứt hợp đồng lao động theo luật mới đối với phía doanh nghiệp mà nói thì rất là phức tạp, đặc biệt là trường hợp thay đổi cơ cấu tổ chức. Vì thế mà tôi cho rằng là cái tác động đối với doanh nghiệp nó chỉ là một tác động thôi nhưng rất là quan trọng, đó là trước khi ký các cái quyết định chấm dứt hợp đồng lao động thì doanh nghiệp phải rất thận trọng, bởi vì cái hậu quả pháp lý đằng sau của nó rất là nặng nề. Thì đấy là những cái điểm rất là cơ bản
trong Bộ Luật Lao động năm 2019, trong Nghị định 145 năm 2020 và trong Thông tư số 10 năm 2020 mà các bạn cần lưu ý liên quan đến hai chủ đề ký kết hợp đồng lao động và chấm dứt hợp đồng lao động. Tôi hy vọng là phần trao đổi của tôi mặc dù rất là ngắn gọn, chỉ trong khoảng 15 đến 20 phút thôi, nhưng mà tôi cũng đã cố gắng truyền tải một số thông điệp quan trọng để các bạn lưu ý liên quan đến khi mà các bạn xem các cái vấn đề liên quan đến ký kết và thực hiện hợp đồng lao động, để các bạn có thể áp dụng nó và sử dụng nó một cách dễ dàng hơn. Còn bây giờ thì cùng với sự hỗ trợ của cộng sự của tôi là bà Trần Thị Đồng Hòa Hoa, chúng tôi sẽ cùng trả lời những cái câu hỏi mà chúng tôi nhận được từ phía các bạn yêu thích fanpage của chúng tôi. Hiện nay thì chúng tôi nhận được rất nhiều các câu hỏi, nhưng chúng tôi cũng biết là cái thời lượng thời gian thì nó không quá nhiều, và vì thế chúng tôi chọn ra ở đây 6 câu hỏi để chúng tôi trực tiếp trả lời. Ở câu hỏi thứ nhất chúng tôi nhận được là như thế này: công ty A ký hợp đồng khoán việc với ông B, và trong hợp đồng khoán việc thì có ghi rõ yêu cầu về chất lượng, về thẩm mỹ của sản phẩm mà ông B thực hiện. Đồng thời cũng trong cái hợp đồng khoán việc này thì ông B có thể tùy ý dùng người phụ việc cho ông B. Vậy thì câu hỏi mà người nêu câu hỏi là bạn đang quan tâm là này, hợp đồng này là hợp đồng khoán việc, nhưng mà bạn ấy rất quan tâm là giữa công ty A và cái nhóm người của ông B đến làm việc cho công ty A, mặc dù làm việc dưới hình thức của hợp đồng khoán việc, nhưng nó có làm phát sinh quan hệ lao động không? Tôi nghĩ rằng là chắc là bạn ấy rất quan tâm, bởi vì bạn ấy sẽ tìm hiểu về vấn đề là nếu như giả sử mà nó làm phát sinh quan hệ lao động thì nó sẽ là một cái ý đằng sau của nó là sử dụng hợp đồng khoán việc có đúng hay không. Và sau đó là đối với ông B và những người cùng làm cho ông B, nếu giả sử cái hợp đồng khoán việc này nó có thời hạn trên một tháng và nó bị chuyển thành hợp đồng lao động thì vấn đề bảo hiểm xã hội như thế nào? Cho nên mặc dù câu hỏi của các bạn nó chỉ là một câu thôi, đó là đây có phải là quan hệ lao động không, nhưng mà chúng tôi vẫn thấy là cần phải trả lời ba vấn đề. Một là nó có phải quan hệ lao động không? Hai là nếu vậy thì cái hợp đồng khoán việc này có bị chuyển thành hợp đồng lao động không? Và ba là vấn đề đóng bảo hiểm xã hội đặt ra như thế nào? Và tôi cũng muốn lưu ý là cái câu hỏi mà bạn này đưa gửi cho chúng tôi ấy, đó là hợp đồng này là hợp đồng, tên gọi của nó là hợp đồng khoán việc. Thì chắc là về vấn đề này thì xin phép các anh các chị, chúng tôi sẽ để cho bà Trần Thị Hoa sẽ trả lời cái câu hỏi này. Và chắc là mặc dù các bạn chỉ hỏi một ý thôi, nhưng mà bà có thể trả lời nó thành ba vấn đề để giải quyết dứt điểm vấn đề. Về cái câu hỏi này thì trước hết là về vấn đề là việc ký cái quan hệ giữa công ty A và cái ông B mà hợp đồng khoán việc ký hợp đồng khoán việc với công ty A có phải là quan hệ lao động hay không, thì chúng ta sẽ căn cứ vào điều 13 của Bộ Luật Lao Động. Thì căn cứ theo khoản 1 điều 13 của Bộ Luật Lao Động 2019, trường hợp hai bên thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm, có trả công, tiền lương và sự quản lý điều hành, giám sát của một bên thì được coi là hợp đồng lao động. Như vậy là với tình huống này thì chúng tôi không nắm rõ được cái mô tả của cái công việc hay cái dịch vụ hoặc là mà cái bên B này thực hiện là như thế nào, và bên công ty A quản lý có quản lý điều hành đối với ông B hay không. Như vậy là sẽ có hai tình huống xảy ra ở đây. Một là nếu có dấu hiệu là về việc làm có trả lương, nghĩa là cái tiền mà công ty A trả cho ông B được hạch toán vào tài khoản tiền lương của doanh nghiệp, hoặc là có dấu hiệu về việc quản lý điều hành, ví dụ như là yêu cầu ông B phải tuân thủ thời giờ làm việc của doanh nghiệp hay là xử lý kỷ luật đối với bên B khi có hành vi vi phạm chẳng hạn, thì trường hợp này sẽ cái quan hệ giữa công ty A và ông B sẽ được hiểu là quan hệ lao động, mặc dù hợp đồng này tên là hợp đồng khoán việc. Trường hợp thứ hai là không có đồng thời cả hai dấu hiệu là có việc làm, trả lương và không quản lý điều hành, thì lúc đó quan hệ giữa hai bên sẽ được hiểu là một quan hệ dân sự, không phải là quan hệ lao động. Và như vậy là giả sử trường hợp mà hợp đồng của hai bên được hiểu là hợp đồng lao động thì cái hậu quả phát sinh là căn cứ theo điều 38 của Nghị định 28 năm 2020 và điều 80 của Nghị định 117 năm 2020 thì doanh nghiệp sẽ bị truy thu
bị phạt tiền đối với cái hành vi là không đóng bảo hiểm xã hội cho ông B, và sẽ đồng thời với đó là doanh nghiệp sẽ bị truy thu khoản tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp chưa đóng cộng với khoản tiền lãi. Ngoài ra thì công ty A sẽ phải soát lại xem các cái chế độ quyền lợi đã trả cho ông B đã đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật lao động hay chưa, và theo thỏa ước của doanh nghiệp nữa. Giả sử như là trả lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng này thì sẽ phải kéo lên bằng với cái mức lương của cái công việc tương ứng trong thang bảng lương của doanh nghiệp, hay là những cái chế độ phúc lợi quy định là trả cho người lao động thì lúc đó sẽ cũng phải trả cho ông B. Vâng, như vậy là với câu trả lời của chị thì tôi đang thấy là có một số điều luật mà những người theo dõi sẽ cần phải lưu tâm. Điều luật thứ nhất là điều 13 của Bộ luật Lao động năm 2019. Điều luật thứ hai là điều 38 của Nghị định 28 năm 2020. Điều thứ ba là điều 80 của Nghị định 117 năm 2020. Với ba điều luật đấy thì chị đang đưa ra hai cái khả năng xảy ra. Khả năng thứ nhất là nếu như mà giữa ông B và công ty A có việc trả lương, có việc quản lý điều hành giám sát thì đấy chính là hợp đồng lao động, và lúc đấy phải đóng bảo hiểm xã hội nếu như hợp đồng đấy trên một tháng. Thế còn trong trường hợp mà hợp đồng giữa công ty A và ông B mà không trả lương, không quản lý điều hành giám sát thì lúc này không phải là hợp đồng lao động, và lúc đấy thì các bên sẽ không phải đóng bảo hiểm xã hội cho công ty, cho nhóm lao động của ông B, đúng không ạ? Vâng. Thì nếu mà các bạn nào mà quan tâm đến câu hỏi này và đặt câu hỏi này cho trang fanpage của chúng tôi thì chắc là các bạn cũng lưu ý cái đáp án trả lời này với những cái cơ sở pháp lý mà chúng tôi đã dẫn chiếu. Cũng trong cái hệ thống câu hỏi mà các cộng sự của chúng tôi nhận được từ trang fanpage và chúng tôi chọn thì nó có một cái câu hỏi thứ hai là như thế này. Câu hỏi thứ hai là trong hợp đồng lao động giữa một công ty và người lao động thì có quy định là như thế này. Trong vòng 2 năm kể từ ngày hợp đồng lao động này chấm dứt, người lao động không được làm việc cho đối thủ cạnh tranh của công ty. Nếu người lao động vi phạm thì sẽ phải bồi thường 100.000 đồng. Thì bạn ấy đang hỏi là quy định này có trái luật không? Tức là cái nội dung thỏa thuận này trong hợp đồng lao động có trái luật không? Thì tôi hiểu là như thế. Thì cái phần mà bạn ý hỏi thì lại được để trong ngoặc kép, cho nên tôi hiểu rằng đây là một nội dung mà được ghi định rất là rõ, thỏa thuận rất là rõ trong hợp đồng lao động của công ty với người lao động. Tôi nhắc lại là trong hợp đồng lao động có một cái điều khoản và nó nằm ở một cái điều nội dung, nó ghi là trong vòng 2 năm kể từ ngày hợp đồng lao động này chấm dứt, người lao động không được làm việc cho đối thủ cạnh tranh của công ty. Nếu người lao động vi phạm thì sẽ phải bồi thường 100 triệu đồng. Thì đây là một cái trường hợp mà chúng tôi đang đối chiếu với quy định của luật Bộ luật Lao động năm 2019, và chúng tôi thấy là nó có một cái điều luật, đó là điều 10 của Bộ luật Lao động năm 2019. Có thể là nhờ bạn Hoa bạn đọc của tôi điều 10 của Bộ luật Lao động năm 2019 được không ạ? Điều 10, quyền làm việc của người lao động. Được tự do lựa chọn việc làm việc cho bất kỳ người sử dụng lao động nào và ở bất kỳ nơi nào mà pháp luật không cấm. Vâng. Thì chúng tôi cũng muốn lưu ý là trước khi mà chúng tôi giải quyết vấn đề này thì chúng tôi đã phải lập tức tra cứu các quy định của Bộ luật Lao động mới. Và nó có một cái quy định là tại điều 10 khoản 1 của Bộ luật Lao động nói về quyền tự do lựa chọn việc làm của người lao động. Và ở đây nó có một cái chi tiết là hợp đồng này cũng là hợp đồng lao động. Người đăng ký cái hợp đồng này cũng đứng danh là người lao động. Thế thì nếu mà áp ngang sang cái quy định về việc là người lao động được tự do lựa chọn việc làm thì nó sẽ liên quan đến câu chuyện là người này không còn làm việc cho người sử dụng lao động cũ nữa. Và như vậy họ hoàn toàn có một cái quyền theo quy định của luật lao động, đó là quyền tự do lựa chọn việc làm. Và thực tế thì tôi nhớ là nó còn hai quy định nữa, một quy định ở trong hiến pháp và một quy định ở trong luật việc làm. Nó cũng có những quy định tương tự, đúng không chị Hoa nhỉ? Vâng. Liên quan đến việc là quyền tự do lựa chọn việc làm cho người lao động. Chị có nhớ ở trong cái luật việc làm là điều trong mấy? Trong luật việc làm năm 2013 thì là điều 4. Vâng. Như vậy là chúng tôi đang muốn dẫn một điều luật nữa, đó là điều 4 của luật việc làm năm 2013 để bổ trợ thêm cho điều 10 khoản 1 của Bộ luật Lao động năm 2019 để trả lời. Và với câu trả lời này thì nó sẽ đưa ra một cái đáp án là cái thỏa thuận này trong hợp đồng lao động là thỏa thuận trái luật. Và nếu thỏa thuận trái luật thì sẽ vô hiệu và không được phép thực hiện trong thực tế.
Tuy nhiên thì tôi cũng muốn nói về kinh nghiệm thực tế thì tôi đã từng xử lý một số vụ việc như thế này khi ra đến tòa. Và hiện nay thì quan điểm tại tòa cũng có rất nhiều quan điểm khác nhau. Cái vụ việc mà trực tiếp tôi tranh tụng thì nó cũng liên quan đến cái việc là người lao động này cũng ký một cái thỏa thuận và cũng đứng danh với tư cách là người lao động. Và cái cơ sở để hai bên thỏa thuận với nhau là căn cứ vào bộ luật lao động. Tuy nhiên nó là bộ luật lao động cũ. Thế nhưng ở một vụ việc khác chúng tôi tham gia thì người ta lại không ký với nhau với tư cách là người lao động, mà người ta lại đăng ký giữa tư cách là một cá nhân và một pháp nhân. Tức là cái người lao động này khi làm việc của công ty người ta có hai vai. Vai thứ nhất là người lao động thì người ta ký hợp đồng lao động, và vai thứ hai là người ta là một cá nhân được tạm gọi là bên B thì người ta sẽ ký hợp đồng với bên A. Và cái hợp đồng này ấy, thì nó lại là một cái hợp đồng về việc là bảo mật thông tin và không làm việc cho đối thủ cạnh tranh trong thời hạn ví dụ như là cũng là 2 năm với mức bồi thường là 100 triệu, và với một cái lập luận cho rằng là nếu như người này mà làm việc cho đối thủ cạnh tranh thì đương nhiên là sẽ tiết lộ bí mật thông tin của công ty, và vì thế mà người này tự cam kết là sẽ không làm việc cho đối thủ cạnh tranh và sẽ không tiết lộ bí mật thông tin của công ty. Thì khi mà đưa ra một cái thỏa thuận này dưới góc độ của luật dân sự thì nó lại có một góc nhìn rất là khác. Thứ nhất là vấn đề này là vấn đề pháp luật không cấm, pháp luật dân sự không cấm. Thứ hai là pháp luật dân sự thì lại rất tôn trọng sự thỏa thuận của hai bên, miễn là cái thỏa thuận này là thỏa thuận không bị pháp luật cấm thì rõ ràng đây là một thỏa thuận tự nguyện. Trong đó bên B là tự nguyện cam kết là trong vòng 2 năm kể từ khi tôi kết thúc công việc với bên A thì tôi không làm việc cho bất kỳ một cái ông nào mà ông không đồng ý. Và đổi lại thì trong cái thỏa thuận đấy thì người này cũng có thể nhận được một khoản tiền nhất định. Ví dụ như tôi sẽ nhận một khoản tiền là 50 triệu cho cái câu chuyện là tôi sẽ cam kết một cái nghĩa vụ là trong vòng 2 năm tôi không làm việc cho những đối thủ cạnh tranh với ông. Và thực tế hiện nay bọn tôi đang có một cái vụ tranh tụng nó liên quan đến việc là trong vòng 2 năm cái người tên là B đấy sẽ không được làm việc cho đối thủ cạnh tranh, và nếu như làm việc thì còn bồi thường 1 tỷ. Và cái hợp đồng này hoàn toàn không phải là hợp đồng lao động, hoàn toàn không theo luật lao động, mà nó là một thỏa thuận bảo mật thông tin và không làm việc cho đối thủ cạnh tranh theo luật dân sự. Tôi nhắc lại nó là theo luật dân sự. Và khi mà chúng tôi xem xét về vấn đề này thì chúng tôi cũng nhận được một số cái quan điểm của những người trực tiếp tham gia trong vụ việc này, và nó đưa đến một đường lối xét xử là chấp nhận cái thỏa thuận này là thỏa thuận hợp pháp, với điều kiện là cái thỏa thuận này nó không phải là thỏa thuận theo luật lao động. Thế thì về vấn đề này thì tôi cũng đưa ra một cái hướng nữa để các anh các chị có thể cân nhắc. Và như vậy chị Hoa thấy không, nếu mà cái tình huống cụ thể này trong hợp đồng lao động thì chúng ta hoàn toàn có thể có một đáp án đúng không ạ? Đúng rồi. Nhưng mà trong trường hợp mà như cái vụ kiện mà chúng ta đang làm ấy, nó lại là một cái thỏa thuận không nằm trong hợp đồng lao động thì có thể đáp án của nó chưa chắc đã là đáp án như thế này. Chị có thấy thế không? Chị có đồng ý với cái quan điểm của một số cái cơ quan chức năng khi mà họ xem xét một cái thỏa thuận không làm bảo mật thông tin và không làm điều cho đối thủ cạnh tranh nhưng nó không phải theo luật lao động? Chị có thêm ý kiến gì về chỗ này không? Hay là chị cũng đồng tình với cái quan điểm thứ hai? Tôi đồng tình với... Vâng, nhưng mà khi mà chúng tôi, chị Hoa thì cũng đang đồng tình với quan điểm về việc là nếu như cái thỏa thuận này nó không theo luật lao động thì có thể là nó vẫn có giá trị pháp lý đúng không chị? Nhưng mà khi mà chúng tôi đưa vấn đề này ra một số diễn đàn công khai, trong có rất nhiều các cuộc hội thảo công khai thì tôi có nhận được một số thông tin là quan điểm xét xử của các tòa là cũng khác nhau đấy. Có khi là tòa Hà Nội thì theo một quan điểm là đồng ý, nhưng mà đến tòa Bắc Ninh thì lại không đồng ý với cái quan điểm này. Cho nên rõ ràng là một cái thỏa thuận như tôi nhắc lại là nó là thỏa thuận theo luật lao động là chắc chắn là sai. Khi mà yêu cầu là người lao động không được làm việc cho đối thủ cạnh tranh trong vòng 2 năm kể từ khi chấm dứt hợp đồng lao động. Nhưng nếu một cái thỏa thuận mà nó lại theo luật dân sự thì hiện nay là nó đang có rất nhiều quan điểm. Thì cũng như thế để cho các anh chị có cái cách tiếp cận để các anh chị hình dung vấn đề nó rõ hơn. À, vâng, về câu hỏi thứ hai thì mặc dù là các anh các chị hỏi một câu thôi nhưng mà tôi cũng xin phép là nêu ra thêm một ý nữa để các anh chị có thể hình dung. Và bây giờ là câu thứ ba mà các cái trợ lý trong ekip của chúng tôi có chọn lọc lại cái câu hỏi thứ ba từ phía trang fanpage của các bạn. Thì câu này như thế này: hai bên ký hợp đồng lao động 3 năm, người lao động đã thực hiện hợp đồng được 2 năm thì phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động để đi tham gia nghĩa vụ quân sự với thời hạn 2 năm. Thì sau 2 năm đi thực hiện nghĩa vụ quân sự quay trở lại thì hợp đồng lao động hết hạn. Bởi vì như tôi đã nói ở trên, hợp đồng này các bạn đang biết thông số là 3 năm và đã thực hiện được 2 năm, như vậy hợp đồng này chỉ còn 1 năm. Thì câu hỏi mà bạn khán giả đưa ra là bạn đang hỏi chúng tôi là công ty có nghĩa vụ phải tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động này thêm 1 năm nữa hay không? Thì chắc câu hỏi này thì thực ra là cũng đã được chuyển cho chị Hoa rồi đấy. Thì chắc là chị có thể giúp các bạn trả lời câu hỏi này.
Nhưng mà cũng đề nghị chị là khi mà chị nói thì chị nói rõ về cái điều luật, thì nếu như mà các bạn đang xử lý tình huống này thì các bạn ấy sẽ có một cái cơ sở để các bạn ấy kiểm soát lại các cái điều luật. Các bạn ấy có cái cơ sở pháp lý rõ ràng rành mạch để các bạn ấy vận dụng, hoặc là các bạn báo cáo lên những cái lãnh đạo cấp trên của các bạn. Vâng, mời chị. Về câu hỏi số 3 này thì chúng ta có thể tham khảo, có thể đọc được quy định tại điều 31 Bộ luật Lao động năm 2019. Theo điều 31 thì trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, người lao động phải có mặt tại nơi làm việc và người sử dụng lao động phải nhận người lao động trở lại làm công việc theo hợp đồng đã giao kết. Nếu hợp đồng lao động còn thời hạn, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác. Thì đối với trường hợp này thì hiện nay thì pháp luật đang không có quy định khác. Còn về việc là có thỏa thuận khác hay không thì trong tình huống lại không nêu ra. Như vậy là có hai khả năng xảy ra. Một là nếu mà hai bên thỏa thuận là trong cái thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động thì cái quan hệ lao động này tôi lại đang phân vân chỗ này chị ạ. Khi mà người ta đã được điều động đi tham gia nghĩa vụ quân sự thì hai bên có còn cần phải thỏa thuận hay không, hay là cứ mặc nhiên là dừng cái hợp đồng lao động này lại, tạm hoãn hợp đồng lao động này lại để đi tham gia nghĩa vụ quân sự luôn? Thì giữa trong thì không biết là bạn nêu câu hỏi này, bạn ấy không biết là bạn ấy giữa người lao động và công ty liệu nó còn có thỏa thuận nào được không? Bởi vì kể cả trong trường hợp không thỏa thuận thì hợp đồng này vẫn tạm hoãn mà. Vâng. Thông thường thì trong cái những cái trường hợp tạm hoãn đương nhiên theo điều 30, tức là từ khoản A đến khoản G, của điểm A đến điểm G của khoản 1, thì thường thì các doanh nghiệp sẽ chỉ ra một cái thông báo là tạm hoãn với lý do là gì thôi. Thì đối với trường hợp thực hiện nghĩa vụ quân sự thì đương nhiên hợp đồng sẽ được tạm hoãn theo điểm A khoản 1 điều 30. Và cái việc là hai bên có thỏa thuận về việc là sau khi thời gian tạm hoãn, nếu mà hợp đồng hết hạn thì người lao động vẫn quay trở lại làm việc hay không thì chúng ta không biết được là có thỏa thuận đó hay không. Thế thì tôi nghĩ là như thế này chị ạ, có lẽ là chúng ta nên chốt lại cái chỗ này vì câu hỏi của bạn ấy không rõ. Thế tốt nhất là chúng ta nên làm rõ là như thế này. Thứ nhất là trường hợp này là trường hợp tạm hoãn để đi tham gia nghĩa vụ quân sự, đúng không? Và chúng ta mặc nhiên coi là khi mà có cái quyết định và yêu cầu người lao động tham gia nghĩa vụ quân sự thì có luôn cái thông báo tạm hoãn hợp đồng lao động để đi tham gia nghĩa vụ quân sự. Tức là giữa hai bên mặc nhiên là không có thỏa thuận gì khác. Được. Thì bây giờ chị chốt luôn cái đáp án như là vậy, là trong vậy trường thì hợp này hết 2 năm thì quay trở lại hợp đồng đã hết hạn thì công ty có tiếp tục phải thực hiện hợp đồng lao động thêm 1 năm với cái người đã đi thực hiện nghĩa vụ quân sự đấy không? Với cái tình huống là hai bên không có thỏa thuận khác thì căn cứ vào điều 31 là doanh nghiệp sẽ không phải nhận người lao động trở lại làm việc. Và căn cứ pháp lý thì chúng ta sẽ căn cứ đồng thời vào điều 31 và điều 34 của Bộ luật Lao động năm 2019. Đó là trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động do hết hạn theo khoản 1 điều 34. Thì chúng ta sẽ ra được đáp án là doanh nghiệp sẽ không phải nhận người lao động trở lại làm việc. Vâng. Thực ra là nếu như vậy, tức là bạn khán giả mà đang quan tâm đến câu hỏi này sẽ có từ nãy giờ là có 3 điều luật để bạn đi theo dõi. Một là điều 30 để nói rằng là đi tham gia nghĩa vụ quân sự là trường hợp là đương nhiên hợp đồng này tạm hoãn. Thứ hai là điều 31 để nói là nếu như hợp đồng còn thời hạn thì hợp đồng này nó mới tiếp tục thực hiện. Và mặc nhiên là các bên sẽ không có thỏa thuận gì trước đó. Và thứ hai nữa là thêm điều thứ ba nữa là thêm một điều khoản, đó là điều 34 là khi hợp đồng đã đến cái thời điểm hết hạn thì hợp đồng sẽ chấm dứt. Và như vậy nó rất là khác so với trước kia, đúng không ạ? Vâng. Còn trường hợp này tôi nói thêm thôi, giả sử nó không phải là cái trường hợp tham gia nghĩa vụ quân sự như các bạn hỏi. Nó sẽ có một trường hợp nữa là ví dụ tôi với chị Hoa làm cùng một đơn vị là trung tâm tư vấn pháp luật của Đại học Luật Hà Nội và chúng tôi đăng ký hợp đồng lao động với chị Hoa chẳng hạn, ví dụ thế. Thì tôi với chị sẽ thỏa thuận với nhau là chị sẽ tạm hoãn hợp đồng lao động, ví dụ như trong trường hợp này là 2 năm đi, mặc dù chị còn 1 năm nữa là hết hạn hợp đồng. Thế nhưng mà trong cái thỏa thuận tạm hoãn lại thêm một cái điều là khi mà bạn hết thời gian tạm hoãn, bạn quay lại nếu như hợp đồng còn thời hạn, hợp đồng mặc dù đã hết thời hạn nhưng mà bạn vẫn tiếp tục được thực hiện thêm 1 năm nữa. Tức là nếu trong hợp đồng mà ghi rất, trong cái thỏa thuận tạm hoãn mà ghi rất rõ như vậy thì lại có thể nó lại đưa ra một đáp án khác, đó là mặc dù chị đã tạm hoãn 2 năm nhưng vì tôi đã thỏa thuận với chị là hết thời hạn tạm hoãn quay lại thì bạn lại tiếp tục thực hiện nốt cái thời hạn của hợp đồng thì chị vẫn thực hiện. Thế còn nếu giữa chúng ta mà không có một cái thỏa thuận như vậy thì mặc nhiên là hợp đồng đấy nó sẽ hết hạn, đúng không ạ? Nó sẽ chấm dứt đấy. Thì chắc là cái câu hỏi về tạm hoãn này thì các bạn cũng rất là lưu ý, là tôi nhắc lại là theo điều 30, 31 và điều 34 thì khi tạm hoãn hợp đồng lao động, nếu không có một cái thỏa thuận nào khác mà cái thời gian tạm hoãn nó trượt ra quá cái thời hạn chấm dứt, đến lúc hết tạm hoãn quay lại hết thời hạn hợp đồng rồi thì hợp đồng sẽ chấm dứt, đúng không chị Hoa? Thế còn trong trường hợp mà hai bên lại thỏa thuận là tạm hoãn là tôi chỉ đóng băng cái hợp đồng được một thời gian thôi, và sau này khi bạn quay lại thì hợp đồng còn bao nhiêu chúng ta lại tiếp tục thực hiện, thì hợp đồng vẫn tiếp tục thực hiện,
Và như vậy là cái tư tưởng này nó rất là khác so với luật cũ. Thì các bạn mà làm tạm hoãn, thủ tục tạm hoãn cho người lao động thì rất là lưu ý cái vấn đề mà một bạn khán giả đã đưa ra ở câu hỏi số 3 này. Vâng, thì đấy là ba câu hỏi mà ekip trợ lý của chúng tôi chọn trong số các câu hỏi liên quan đến ký kết và thực hiện hợp đồng lao động. Thế còn bây giờ đến ba câu hỏi liên quan đến chấm dứt hợp đồng lao động thì sẽ có những câu hỏi sau đây. Câu hỏi thứ nhất, người lao động chấm dứt hợp đồng lao động đúng theo quy định của pháp luật, tức là ví dụ như là đã đủ thời hạn báo trước, hoặc là nó rơi vào cái trường hợp là không cần báo trước, người đấy có thể chấm dứt ngay. Đấy, tóm lại là chấm dứt đúng rồi. Ví dụ như là theo, vâng, chấm dứt đúng hợp đồng lao động theo điều 34 và theo điều 35 của Bộ luật Lao động rồi. Nhưng mà bạn ấy lại đang có một cái hợp đồng khác với doanh nghiệp, đó là hợp đồng đào tạo nghề. Thì cái hợp đồng đào tạo nghề này thì lại có một cái cam kết là phải làm việc ví dụ như là 3 năm khi hết thời gian đào tạo. Thế nhưng mà khi bạn chấm dứt hợp đồng lao động thì bạn lại chưa đảm bảo đủ 3 năm. Vậy thì bạn ấy có phải bồi thường chi phí đào tạo hay không? Thì tôi đang hiểu câu hỏi như vậy của cái bạn khán giả này. Thế tôi đọc nguyên văn câu hỏi là này: người lao động chấm dứt hợp đồng lao động đúng theo quy định của pháp luật nhưng chưa làm đủ thời hạn cam kết phải làm việc sau khi được đào tạo thì có phải bồi thường chi phí đào tạo hay không? Thì chắc là bạn Hoa, bạn rất hay làm về hai loại hợp đồng này ở trong đơn vị của chúng tôi, đó là hợp đồng lao động và hợp đồng đào tạo nghề. Mà cái hợp đồng đào tạo nghề này là hợp đồng đào tạo nghề theo điều 62 của Bộ luật Lao động mới đấy. Vâng, thì bạn có thể cho ý kiến để bạn khán giả có thể nắm được cái quan điểm giải quyết theo Bộ luật Lao động mới được. Chúng ta sẽ căn cứ vào điều 62 của Bộ luật Lao động năm 2019. Thì trường hợp mà doanh nghiệp cử người lao động đi đào tạo nâng cao tay nghề thì hai bên sẽ phải ký kết với nhau một hợp đồng đào tạo nghề. Và trong hợp đồng này có điều khoản chủ yếu phải thể hiện, đó là trách nhiệm của người lao động và thời hạn cam kết phải làm việc sau khi được đào tạo, cũng như là ghi chi phí đào tạo và trách nhiệm hoàn trả chi phí đào tạo. Như vậy là để xem là cái trường hợp mà chấm dứt hợp đồng lao động đúng theo quy định của pháp luật thì có phải bồi thường chi phí đào tạo hay không, thì chúng ta sẽ phải căn cứ vào hợp đồng đã được ký kết giữa hai bên. Nếu hợp đồng ở đây là bạn đang muốn nói là hợp đồng đào tạo nghề đúng không? Thì nếu trong hợp đồng đào tạo nghề có thỏa thuận là trong mọi trường hợp người lao động chưa làm đủ thời hạn cam kết thì phải bồi thường chi phí đào tạo, hoặc là quy định là kể cả trường hợp người lao động chấm dứt đúng theo quy định pháp luật thì cũng phải bồi thường chi phí đào tạo, nếu không làm việc đủ thời hạn cam kết thì lúc đó người lao động sẽ phải bồi thường chi phí đào tạo cho doanh nghiệp. Còn nếu mà trường hợp mà hai bên thỏa thuận với nhau và quy định là trong trường hợp người lao động chấm dứt đúng thì không phải bồi thường, thì lúc đó thì người lao động sẽ không phải bồi thường. Như vậy là cái đáp án của cái câu hỏi này sẽ phụ thuộc vào thỏa thuận của hai bên trong hợp đồng đào tạo. Như vậy là để đưa ra cái đáp án của cái câu hỏi này là bạn đang dẫn ra hai nguồn thông tin đầu vào. Nguồn thông tin đầu vào thứ nhất là điều 62 của Bộ luật Lao động, và nguồn thông tin thứ hai là bạn đang băn khoăn là cái thỏa thuận trong chính cái hợp đồng đào tạo này như thế nào, đúng không ạ? Thế thì theo điều 62 như bạn vừa mới nói là khi mà còn giả sử hai bên có một cái cam kết là phải làm việc x xì năm sau khi đã được đào tạo mà chưa đảm bảo thì sẽ phải hoàn trả chi phí đào tạo, đúng không ạ? Thế nhưng mà bạn cũng lại đưa ra một trường hợp là giả sử trong cái hợp đồng đào tạo mà người ta lại đưa ra một câu là nếu trong trường hợp người lao động chấm dứt đúng thì không phải hoàn trả chi phí đào tạo thì lao lại đi. Còn nếu không có cái câu đấy mà chỉ viết chung chung là không đảm bảo thời hạn cam kết phải hoàn trả thì vẫn phải hoàn trả bình thường. Hoặc là viết rõ hơn là trong mọi trường hợp, không cần biết là chấm dứt đúng hay sai mà có cái chữ mọi ấy, tức là trong mọi trường hợp thì khi không đảm bảo thời hạn cam kết thì đều phải hoàn trả chi phí đào tạo thì mới bồi thường. Thì chắc là bạn khán giả mà đặt câu hỏi này tôi nghĩ là bạn cũng cần lưu ý một chút là trong trường hợp mà hợp đồng đào tạo mà ghi là người lao động chấm dứt hợp đồng lao động đúng thì không phải hoàn trả là không phải hoàn trả đâu. Còn nếu mà không có cái câu đấy thì theo điều 62 là sẽ được hoàn trả chi phí đào tạo. Vâng. Thế bây giờ đến câu hỏi số 5. Câu hỏi số 5 là tại điều 36 của Bộ luật Lao động năm 2019 có quy định là công ty được chấm dứt hợp đồng lao động khi người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc. Và bạn khán giả này rất quan tâm là hiểu thế nào là thường xuyên không hoàn thành công việc, và pháp luật có hướng dẫn cụ thể về quy chế đánh giá mức độ hoàn thành công việc hay không. Thì chắc là câu hỏi này tôi xin trực tiếp trả lời vì hai lý do. Lý do thứ nhất là trong quá trình xây dựng Bộ luật Lao động năm 2019 thì với tư cách là một chuyên gia trong cái nhóm xây dựng luật thì chúng tôi cũng đã phải trao đổi rất là nhiều về vấn đề này.
Và thứ hai nữa là thời gian vừa rồi thì tôi cũng tham gia và biết một số vụ việc tranh tụng liên quan đến thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động. Thì tôi muốn nói rõ là này, điều 36 của luật lao động thì cho phép người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng với người lao động khi thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động. Nó có 3 điểm đáng lưu ý ở cái quy định này nhé. Thứ nhất là thường xuyên, thứ hai là không hoàn thành công việc, và thứ ba là theo hợp đồng lao động. Cho nên là khi mà không đảm bảo đủ 3 thông số này thì người sử dụng chưa được quyền đơn phương chấm dứt. Thế nhưng cái câu hỏi mà các bạn khi đọc luật rất băn khoăn là thế nào là thường xuyên, thế nào là không hoàn thành công việc và thế nào là theo hợp đồng lao động. Thì hiện nay tại điều 36 thì có dẫn ra là cái tiêu chí để đánh giá về thế nào là thường xuyên không hoàn thành công việc thì sẽ xem quy chế đánh giá mức độ hoàn thành công việc do người sử dụng lao động ban hành. Và trong quá trình ban hành thì phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động. Thế thì đáp án của nó sẽ là gì? Muốn biết thế nào là thường xuyên không hoàn thành công việc như câu hỏi của bạn thì đề nghị phải xem lại cái quy chế đánh giá mức độ hoàn thành công việc của đơn vị bạn hay là của người sử dụng lao động nơi bạn đang làm việc ban hành như thế nào. Thế còn thế nào là quy chế đánh giá mức độ hoàn thành công việc? Cái quy chế đấy cần có những nội dung như thế nào? Các tiêu chí đánh giá, tần suất đánh giá, ai đánh giá, v.v. Thì cho đến thời điểm hiện nay, luật chưa có bất kỳ một quy định nào. Các nghị định và thông tư hướng dẫn đã có cũng chưa có. Cho nên chúng ta có thể hiểu là cho đến thời điểm hiện nay, khi mà luật chưa có quy định nào thì chúng ta hiểu rằng là cái quy chế đánh giá mức độ hoàn thành công việc này là hoàn toàn do doanh nghiệp quy định. Và doanh nghiệp quy định xong thì phải làm các cái thủ tục để cái quy chế này trở thành hợp pháp. Và sau khi quy chế này hợp pháp thì sẽ căn cứ vào quy chế này để đánh giá mức độ hoàn thành công việc theo hợp đồng của người lao động và chấm dứt nếu như người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc. Thì tôi không biết là câu trả lời của tôi như thế nó cũng đã rõ cho cái bạn hỏi câu hỏi này chưa? Chị Hoa có cần bổ sung không? Vâng. Thế nếu mà không còn vấn đề gì ở câu hỏi số 5 thì tôi sang câu hỏi cuối cùng ạ. Tôi muốn trao đổi thêm một chút về cái câu hỏi số 4, tại vì trong comment của bạn Quân và bạn Thắm đang theo dõi livestream thì các bạn có nói là trong trường hợp thực tế của cái hợp đồng đào tạo ấy, vâng, thường thì các doanh nghiệp sẽ không nêu rõ là trong mọi trường hợp thì sẽ phải bồi thường, hoặc là cũng sẽ không nêu rõ là chấm dứt đúng sai thì vâng, như thế nào. Thì như lúc nãy cái phần câu 4 ấy, đúng rồi, chúng tôi đã trả lời ấy, cho câu 4 ấy, thì là trong trường hợp mà chúng ta không quy định được rõ như vậy thì nếu mà ở trong hợp đồng có cái quy định là người lao động không làm việc đủ thời hạn cam kết thì phải bồi thường, thì mặc dù không ghi rõ là mọi trường hợp hay là nêu rõ là đúng hay là sai thì trường hợp đó người lao động sẽ cũng vẫn phải hoàn trả chi phí lao động, chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động. Vâng, thì tôi cũng nếu mà đã có thêm một người hỏi thêm thì tôi cũng muốn nhấn mạnh với các bạn và cũng nhấn mạnh với chị Hoa là như này. Thứ nhất là cái này không phải là bồi thường chi phí đào tạo. Nếu mà sau này các bạn sửa câu chữ của cái hợp đồng đào tạo nghề này, nó phải là hoàn trả chi phí đào tạo chứ không phải là bồi thường. Đấy là vấn đề thứ nhất về câu chữ. Vấn đề thứ hai nữa là có thể các bạn không viết được những cái câu là trong mọi trường hợp, nhưng mà tôi khuyến nghị các bạn là sau này để cho mọi chuyện nó minh bạch rõ ràng thì chúng ta nên thêm câu đấy vào. Thì cái hợp đồng nó sẽ rõ ràng, tránh tranh chấp. Cứ viết tốt nhất là trong mọi trường hợp nếu như không đảm bảo thời hạn cam kết thì thời hạn cam kết làm việc sau khi đào tạo thì người lao động phải hoàn trả chi phí đào tạo. Thì tôi nghĩ là biết như thế nó hoàn hảo. Thế còn tất nhiên là các bạn nói là các bạn không viết được như thế thì tôi cũng hiểu thôi. Thì cũng vẫn áp dụng như bạn Hoa đã giải thích, nhưng khuyến nghị của chúng tôi, gợi ý của chúng tôi là cố gắng viết chuẩn chỉ ở hai ý. Ý thứ nhất là trong mọi trường hợp, và ý thứ hai là hoàn trả chi phí đào tạo, đúng không chị? Vâng. Trường hợp mà nếu mà hai bên có thỏa thuận được về cái trường hợp mà được loại trừ cái trách nhiệm hoàn trả chi phí đào tạo thì chúng ta nên quy định theo dạng là mọi trường hợp và loại trừ một số trường hợp đặc biệt chẳng hạn. Vâng. Thì lúc đó thì sẽ tôi lại theo trường phái là cứ chốt vào hai câu là trong mọi trường hợp và hoàn trả chi phí đào tạo là xong. Vâng. Bây giờ đến câu hỏi thứ 6 mà cái ekip trợ lý của chúng tôi lựa chọn, và thấy là bạn đặt câu hỏi số 6 này cũng rất là quan tâm đến trang fanpage của chúng tôi nên chúng tôi cũng lựa chọn câu hỏi này để đáp ứng mong muốn của bạn ấy. Đó là một cái tình huống rất cụ thể là hợp đồng lao động thì hết thời hạn vào ngày 30 tháng 10. Tuy nhiên người lao động vẫn tiếp tục đến công ty và làm việc. Và đến ngày 10 tháng 11 thì công ty mới ra quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thì có được không? Thì chắc là chị Hoa có thể giúp tôi trả lời câu hỏi này được không? Với cái câu hỏi này thì chúng ta sẽ căn cứ vào điều số khoản 2 của điều 20 Bộ luật Lao động năm 2019. Vâng. Thì trong cái khoản 2 đã có quy định rõ là trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới.
Trong thời hạn chưa ký kết hợp đồng lao động mới thì quyền, nghĩa vụ và lợi ích của hai bên được thực hiện theo hợp đồng đã giao kết. Như vậy là chúng ta sẽ thấy trong tình huống này là ngày 30 tháng 10 là hợp đồng đã hết hạn rồi. Vâng. Và người lao động vẫn tiếp tục làm việc cho đến ngày mùng 10 tháng 11. Như vậy là trong thời hạn này là doanh nghiệp sẽ phải có trách nhiệm ký kết hợp đồng lao động với người lao động. Vâng. Và chúng ta sẽ không thể doanh nghiệp sẽ không thể ra quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động được. Tức là mặc dù hai bên chưa ký với nhau nhưng mà nghĩa vụ của doanh nghiệp là phải ký hợp đồng lao động. Và nếu như không ký hợp đồng lao động thì tôi đọc thấy ở ngay phía dưới nó còn có một câu nữa là hết thời hạn 30 ngày, tức là vẫn cứ nhùng nhằng mà không ký được thì nó sẽ bị chuyển thành hợp đồng không thời hạn nữa. Vâng. Thì mặc dù cái quy định tại điều 20 như chị Hoa vừa mới nói nó rất là dài, nhưng mà tôi chỉ muốn tóm lại một điểm rất quan trọng, đây là khi hợp đồng đã hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc, các bên không có thỏa thuận gì khác và cuối cùng thì cũng không đạt được thỏa thuận, kể cả sau trong 30 ngày hay là ngoài 30 ngày những người đấy vẫn làm việc, thì cái hợp đồng tiếp theo đó nó sẽ chuyển thành hợp đồng không xác định thời hạn, đúng không ạ? Vâng. Thì trên đây là 6 câu hỏi mà chúng tôi đã lựa chọn trong cái trang fanpage của chúng tôi. Thì như mong muốn của chúng tôi thì chúng tôi rất là mong muốn là chúng tôi sẽ đưa ra một số cái tình huống để các anh các chị có thể hình dung ra là việc vận dụng luật như thế nào trong thực tế doanh nghiệp. Và chúng tôi thực tế thì cũng đã đem đến đây 2 tình huống, một tình huống liên quan đến ký kết thực hiện hợp đồng lao động và một tình huống liên quan đến chấm dứt hợp đồng lao động. Tuy nhiên thì sau khi trao đổi thì chúng tôi thống nhất là thời gian bây giờ nó cũng không còn nhiều, thì chúng tôi sẽ ưu tiên cho câu hỏi của các bạn. Nếu như các bạn khán giả mà có câu hỏi nào thì chúng tôi sẽ trả lời trước, và nếu như không còn còn thời gian thì chúng tôi mới đưa tình huống, còn nếu không chúng tôi sẽ ưu tiên quỹ thời gian còn lại cho câu hỏi của các bạn. Chắc là chị Hoa thì có thể giúp tôi là chị xem chị có các câu hỏi nào từ phía các bạn. Có một số câu hỏi. Vâng. Thế còn cũng xin phép hẹn lại các bạn là nếu như đến 21 giờ mà chúng tôi vẫn phải đang trả lời câu hỏi của các bạn và không còn thời gian để dành cho tình huống, thì chúng tôi sẽ lại hẹn các bạn một cái buổi livestream khác. Nếu mà có thể còn thời gian thì chúng ta sẽ chỉ nói về tình huống thôi. Hoặc là có một cái diễn đàn mà như dự kiến của tôi ấy, là tháng 4 năm 2021, khi mà các cái nghị định và thông tư hướng dẫn nó đã tương đối đầy đủ rồi, thì chúng tôi sẽ tổ chức một cái buổi offline kéo dài trong khoảng độ 3 tiếng tại trường Đại học Luật Hà Nội. Và các bạn đến thì chúng tôi sẽ cùng trao đổi về nghị định và thông tư hướng dẫn, trả lời các câu hỏi của các bạn, và chúng tôi sẽ đem đến cho các bạn những cái án thật, những cái án gọi là án sống động đi ra từ tòa mà trực tiếp các giảng viên, các chuyên gia tư vấn của trường Đại học Luật Hà Nội đã tham gia giải quyết. Thì chúng ta sẽ cùng xem xét giải quyết theo Bộ Luật Lao Động năm 2019. Thì cũng rất mong là sau này khi mà chúng tôi tổ chức một cái diễn đàn offline vào tháng 4 năm 2021, hoặc là chúng tôi có một cái buổi live stream tiếp theo, thì các bạn sẽ quan tâm theo dõi. Thế còn thời gian còn lại của buổi ngày hôm nay thì chắc là chị Hoa sẽ nêu các câu hỏi đi ạ, để chúng tôi có thể trả lời các bạn. Chứ còn tôi e là những cái tình huống mà chúng ta đã chuẩn bị sẵn, thậm chí các cái chứng cứ mà chúng ta cũng đã dày công cho các anh các chị chuẩn bị xem xét, thì chúng ta sẽ lại phải chuyển sang buổi khác. Vâng, mời chị. Vâng. Chúng ta sẽ trả lời nhanh câu hỏi của bạn Huyền. Là khi hợp đồng lao động hết hạn thì công ty có thể chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động là phụ nữ đang mang thai được hay không? Thì với câu hỏi này thì chúng tôi xin phép trả lời là tôi muốn xác định lại câu hỏi này là người phụ nữ này đang mang thai, đúng không ạ? Và hợp đồng này thì đã hết hạn rồi, đúng không ạ? Và bạn ấy rất là băn khoăn là nếu không biết là đến lúc đó thì có chấm dứt được với cái hợp đồng hết hạn đấy hay không, đúng không ạ? Thì chị đã có thể hỗ trợ bạn trả lời ngay được không? Được. Vâng, mời chị. Ta sẽ căn cứ vào điều số 137 khoản 3 của Bộ Luật Lao Động năm 2019. Thì ở cuối khoản 3 có một quy định là trường hợp hợp đồng lao động hết hạn trong thời gian lao động nữ mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi thì được ưu tiên giao kết hợp đồng lao động mới. Và chúng ta sẽ để ý được cái câu chữ đang sử dụng ở đây là ưu tiên giao kết hợp đồng lao động mới chứ không phải là bắt buộc. Như vậy là trong trường hợp này, nếu mà doanh nghiệp không muốn ký kết hợp đồng lao động với người lao động nữa thì có thể chấm dứt hợp đồng lao động do hết hạn được. Tôi thì lại cũng muốn bổ sung thêm một điều luật nữa chị ạ, là điều 37 của Bộ Luật Lao Động nữa. Là về điều 37 của Bộ Luật Lao Động được thì có nói về trường hợp là người sử dụng lao động không được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Bởi vì tôi hiểu là như bạn Hiền này, khả năng là bạn ấy đọc điều 37 và bạn ấy lo lắng là đây là trường hợp người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thì không được đơn phương chấm dứt hợp đồng với người đang mang thai. Thì bây giờ chúng ta phải làm rõ là như này. Cái trường hợp mà hết hạn hợp đồng lao động thì không phải là trường hợp người lao động, người sử dụng đơn phương. Thế cho nên chúng ta không áp dụng điều 37. Và không áp dụng điều 37 thì chúng ta quay sang áp dụng điều 137 là người này chỉ được ưu tiên thôi chứ không đương nhiên là bắt buộc. Dạ, vâng, đúng phải được kéo dài hợp đồng hoặc là được thực hiện hợp đồng lao động mới, đúng không?
Như vậy là với hai cái điều khoản mà chúng tôi vừa mới trích dẫn, đó là điều 37 và điều 137 khoản 3 của Bộ luật Lao động 2019, thì nó đưa ra được một cái kết luận là trong trường hợp hợp đồng hết hạn, tôi muốn nhấn mạnh hợp đồng hết hạn nhé, và người lao động nữ này đang mang thai thì doanh nghiệp hoặc là người sử dụng lao động vẫn có thể chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động bình thường, không có gì phải e ngại cả. Vâng, còn câu hỏi nào nữa không chị? Không? Còn một câu hỏi của bạn Hữu Hữu Hoàng Linh, bạn Hữu. Vâng. Công ty có thể chuyển người lao động sang làm công việc khác nhiều lần với các công việc khác nhau, nhưng tổng thời gian chuyển làm công việc khác vẫn không quá 60 ngày làm việc trên năm được không? Câu hỏi này thì nhiều lần ở đây có rõ là nhiều là bao lâu ạ? Cũng chắc là trên 2 lần. Tức là bạn Hữu bạn đang hỏi là cái tổng thời gian trong một năm, ví dụ như trong năm 2021 chẳng hạn, thì tổng thời gian điều chuyển người này làm công việc khác là 60 ngày làm việc đúng không ạ? Nhưng mà nhiều lần ở đây tức là nó không phải là một việc mà nó có thể là nhiều việc khác nhau đúng không? Nhiều việc khác nhau, 5 người việc và nhiều lần khác nhau đúng không ạ? Vâng. Thì chắc chị trả lời nốt được không ạ? Đúng ạ. Câu này thì chúng ta có thể căn cứ luôn vào điều số 29 của Bộ luật Lao động 2019. Chị có thể nói nhắc lại là điều 29 đúng không ạ? Đúng rồi. Thì tôi cũng muốn là nếu mà bạn đang đặt câu hỏi này thì theo dõi điều khoản mà chị Hoa vừa nói là điều 29. Vâng. Thì trong trường hợp chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động đã ký kết, nếu mà tổng thời hạn không quá 60 ngày làm việc trong cộng dồn trong một năm thì sẽ không cần phải có sự đồng ý của người lao động. Còn nếu trên 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm thì cần có sự đồng ý của người lao động. Và tôi muốn lưu ý thêm đối với bạn Hữu là để mà chuyển người lao động làm được công việc khác so với hợp đồng lao động thì chúng ta chỉ được chuyển trong một số trường hợp đặc biệt thôi. Ví dụ do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm này, hoặc là áp dụng biện, hoặc là các cái trường hợp do nhu cầu sản xuất kinh doanh mà đã được quy định cụ thể trong mỗi quy lao động của doanh nghiệp. Như vậy là ở đây tại cái điều 29 khi mà chị Hoa nói thì người ta chỉ khống chế thứ nhất là về tổng số ngày chuyển trong một năm là không quá 60 ngày làm việc, đúng không ạ? Người ta nói về việc là các cái lý do để có thể chuyển, trong đó có một lý do rất đặc biệt là nhu cầu sản xuất kinh doanh thì phải đưa trong nội quy lao động, đúng không ạ? Nhưng người ta không nhắc gì về vấn đề là số lần điều chuyển là bao nhiêu lần, và cũng không nói gì về việc là số lần này sẽ là mỗi một lần là bao nhiêu ngày. Người ta chỉ biết là cộng dồn tất cả các lần là nó không quá 60 ngày làm việc thôi. Vậy thì đáp án của nó cũng khá là rõ, là bạn đang đặt câu hỏi này là bạn Hữu hoàn toàn có thể yên tâm là bạn có thể chuyển người lao động làm công việc khác nhiều lần, miễn là trong một năm bạn không chuyển người ta làm công việc khác quá 60 ngày làm việc. Đấy là điều kiện số 1. Điều kiện số 2 là cái lý do điều chuyển ấy thì nó sẽ phải là những lý do được quy định tại điều 29 khoản 1 của Bộ luật Lao động. Trong đó có một cái lý do rất đặc biệt là nhu cầu sản xuất kinh doanh thì lại được dẫn chiếu sang nội quy lao động của doanh nghiệp. Ngoài ra thì cũng cần lưu ý thêm một số điểm khác về sức khỏe của người lao động hoặc về thời hạn báo trước cũng quy định tại điều 29 của Bộ luật Lao động. Vâng. Thì trên đây là những cái vấn đề mà chúng tôi đang nhận được ở câu hỏi của bạn Hữu. Còn câu hỏi nào nữa không chị Hoa? Chúng ta có một câu hỏi nhưng lại liên quan đến nội quy lao động thì có giải quyết luôn ạ. Có một câu hỏi liên quan đến nội quy lao động thì đây là một chủ đề mà dự kiến là nó sẽ không trao đổi trong buổi tọa đàm ngày hôm nay. Thì chắc là nếu được thì bạn nêu câu hỏi này, có thể chuyển câu hỏi này sang một cái buổi live stream khác, hoặc là khi mà chúng ta có thể gặp gỡ nhau thì tôi sẽ trao đổi trực tiếp cái câu hỏi này, có được không ạ? Vâng, thì chắc là tôi cũng nhờ các bạn trong ekip của chúng tôi là cũng trả lời cho khán giả là chúng tôi sẽ lưu lại câu hỏi này, và câu hỏi này thì sẽ được trao đổi trong một buổi tọa đàm khác có nói về vấn đề kỷ luật lao động, vấn đề tiền lương và vấn đề về thời giờ làm việc. Chúng ta có một câu hỏi liên quan đến, vẫn liên quan đến câu hỏi số 4 lúc nãy là về hợp đồng đào tạo ấy. Vâng. Là nếu chỉ là đào tạo nghiệp vụ đơn thuần khoảng 1-2 tuần mà doanh nghiệp vẫn muốn yêu cầu người lao động cam kết làm việc x năm thì sao? Và hai là nếu x năm như thế nào cho nó hợp lý? Vâng. Nhiều trường hợp là người sử dụng lao động ép người lao động ký cam kết với thời gian quá dài thì xử lý như thế nào? Thì cái này có thể mời tiến sĩ Đình trả lời câu hỏi này cho bạn Tô Hà Dũng. Tức là ở đây bạn ý đang đưa ra một câu hỏi là cái thời gian mà bạn ý phải, tức là cái thời gian đào tạo nó chỉ là 2 tuần thôi đúng không? Vâng. Và không đưa ra cái chi phí của cái đào tạo này là lớn hay nhiều đúng không?
và nó sẽ có một cái thời hạn cam kết làm việc, và bạn ấy đang giả định là cái thời hạn cam kết nó bị đẩy lên rất là cao, rất là dài, maximum thay vì nó chỉ là 2 năm có thể là 5 năm, mặc dù thời gian đào tạo nó chỉ là 2 tuần thì có hợp lý hay không không? Thì tôi cũng xin phép trả lời câu hỏi là như thế này ạ. Cái quy định tại điều 62 của Bộ luật Lao động như bạn Hoa lúc nãy có trao đổi ấy, thì là hợp đồng đào tạo nghề là hợp đồng do hai bên hoàn toàn thỏa thuận tự nguyện với nhau, đúng không chị? Và đã là thỏa thuận tự nguyện với nhau thì nó sẽ thỏa thuận về việc là tôi đào tạo cho anh cái gì trong vòng bao nhiêu lâu, thì nó hoàn toàn thỏa thuận nhé. Vấn đề thứ hai nữa là thời gian cam kết làm việc cho tôi là bao lâu cũng hoàn toàn thỏa thuận, và nó không có bất kỳ một cái khống chế nào về cái việc là tối đa hay là tối thiểu. Và như vậy có nghĩa là nhà nước đang tạo ra một cái khung rất là rộng cho các bên thỏa thuận với nhau, và khi các bên đã thỏa thuận với nhau và đồng thuận với nhau trong hợp đồng đào tạo nghề rồi thì các bên cứ thế mà thực hiện. Thế cho nên ở đây nếu mà nói về tính hợp pháp của vấn đề thì đây rõ ràng là một thỏa thuận theo tôi là hợp pháp. Thế nhưng nó có hợp lý hay không thì đó là câu chuyện là chúng ta xem xét tính hợp lý ở hai thời điểm. Tại thời điểm ký cái hợp đồng đào tạo này, nếu người lao động cảm thấy không hợp lý thì tốt nhất là không nên ký. Thế còn nếu như đã ký rồi thì đến lúc mà thực hiện cái hợp đồng đào tạo nghề này sẽ không thể xem xét về tính hợp lý được nữa, bởi vì nó đã hợp pháp rồi thì cứ thế mà thực hiện. Thì quan điểm của tôi là như thế, không biết chị Hoa thì có ý kiến gì khác với quan điểm của tôi không ạ? Không, tôi không có ý kiến. Vâng, nếu mà chị Hoa không có ý kiến gì thì chúng tôi cũng xin phép chốt lại là mấu chốt của vấn đề đào tạo nghề, làm đào tạo cái gì, cam kết làm việc trong bao lâu, hoàn trả chi phí đào tạo như thế nào, thì luật chỉ đưa ra một số quy định có tính chất gợi mở thôi, còn lại hoàn toàn đưa con số cụ thể vào là thỏa thuận của các bên, và các bên cứ theo thỏa thuận đã được ký bởi hai bên để thực hiện, đúng không chị? Vâng. Để xin phép tất cả các anh, các chị, các quý vị đang theo dõi trong buổi làm việc ngày hôm nay, thì như chúng tôi đã trao đổi ngay trong phần đầu buổi làm việc ngày hôm nay, thì mặc dù là chúng ta quan tâm đến rất nhiều những vấn đề trong Bộ luật Lao động 2019, Nghị định 145 và Thông tư số 10 năm 2020, nhưng mà chúng tôi đã đưa ra 5 chủ đề để các anh chị bình chọn, và các anh chị đã chọn 2 trong tổng số 5 chủ đề đó, đó là ký kết, thực hiện hợp đồng lao động và chấm dứt hợp đồng lao động. Và cũng rất là vui là trong một khoảng thời lượng cho phép, chúng ta đã xử lý được 2 cái chủ đề này với những thông tin mặc dù nó không dài nhưng nó rất là cốt lõi. Đó là gì? Đó là thứ nhất là những điểm mới liên quan đến ký kết, thực hiện hợp đồng lao động và chấm dứt hợp đồng lao động. Những điểm mà nó tác động trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp và gợi mở cho doanh nghiệp rất nhiều những vấn đề phải làm về việc ký lại hợp đồng lao động, về việc xây dựng lại các quy trình chấm dứt hợp đồng lao động, về việc thận trọng khi chấm dứt hợp đồng lao động. Thì chúng ta đã trao đổi được rất là ngắn gọn về những điểm mới xoay quanh hai cái chủ đề này. Ngoài ra thì cũng trong hai chủ đề này chúng tôi cũng nhận được rất là nhiều các câu hỏi, nhưng ít nhất thì chúng tôi cũng đã trả lời được 6 câu hỏi đã được gửi sẵn của các anh các chị theo dõi trên trang fanpage này. Và ngoài ra thì chúng tôi cũng trả lời thêm tổng số 4 câu hỏi phụ này. 4 câu hỏi phụ đúng không ạ? 4 câu. Được, tôi thống kê là khoảng 4 đến 5 câu hỏi phụ. Và chỉ có một điều đáng tiếc là còn hai tình huống mà chúng tôi dự kiến là sẽ trao đổi với các anh các chị, như chúng tôi đã hứa thì chúng tôi không làm được bởi vì quỹ thời gian nó cũng hết. Thì xin phép các anh các chị là tôi sẽ hẹn lại trong một cái buổi tiếp theo, chúng ta sẽ trao đổi về các cái tình huống này. Và dự kiến như tôi cũng đã báo cáo với các anh các chị đấy, chúng ta sẽ có hai khả năng. Khả năng thứ nhất là chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức một buổi live stream, và trong đó chúng tôi sẽ dành một khung thời lượng để nói về các tình huống. Và khả năng thứ hai là lý tưởng hơn, đó là vào khoảng tháng 4 năm 2021 thì chúng tôi sẽ tổ chức một cái buổi tọa đàm kéo dài trong vòng khoảng 3 tiếng về những vấn đề xoay quanh Bộ luật Lao động, nghị định, các thông tư hướng dẫn. Và trong cái buổi tọa đàm đó ấy, thì dự kiến là ngoài cái việc chúng ta trao đổi với nhau những điểm mới về tất cả các vấn đề của pháp luật lao động mới, thì chúng ta sẽ đánh giá toàn diện cái hoạt động của quản trị nhân sự của doanh nghiệp sẽ phải thay đổi như thế nào, các văn bản nội bộ phải điều chỉnh như thế nào, các hợp mẫu hợp đồng phải thay đổi như thế nào, các quy trình như thế nào, và chúng ta sẽ trả lời trực tiếp về tất cả những vấn đề đó. Ngoài ra thì cũng trong buổi này chúng ta sẽ đưa ra tất cả các tình huống và chúng tôi sẽ trình chiếu tất cả các chứng cứ trong các vụ việc. Và cái việc mà chúng ta ngồi gặp nhau offline như vậy thì nó sẽ dễ dàng hơn cho chúng tôi khi chúng tôi chuyển các chứng cứ để cho anh chị theo dõi. Và chúng ta sẽ cùng trao đổi xem là với một cái vụ việc như vậy, các chứng cứ như vậy, thực tế các doanh nghiệp đã làm như vậy thì các doanh nghiệp đúng như thế nào, sai như thế nào, và những vấn đề nào có chút kinh nghiệm. Thì tôi cũng rất là hy vọng là nếu các anh chị thực sự quan tâm đến trang fanpage này, cũng như là yêu quý trường Đại học Luật Hà Nội, yêu quý những chuyên gia như tôi và các cộng sự của tôi như chị Hoa, thì các anh các chị sẽ tiếp tục theo dõi trang fanpage của chúng tôi, theo dõi các thông tin mà chúng tôi cập nhật, và đặc biệt là sẽ ủng hộ chúng tôi
khi mà chúng tôi tổ chức các buổi live stream như thế này, hoặc là mời các anh chị quá bộ lên trường Đại học Luật Hà Nội vào khoảng tháng 4 năm 2021 để chúng ta gặp gỡ nhau, chúng ta trao đổi với nhau về những vấn đề mà tất cả chúng ta đều rất là quan tâm. Xin cảm ơn các anh chị, xin cảm ơn chị Hoa đã cùng tham gia trong buổi live stream ngày hôm nay. Vì có sự hỗ trợ của chị thì cái nội dung thông tin nó rõ ràng hơn, nó minh bạch hơn rất là nhiều. Bởi vì chị cũng đã trực tiếp tham gia tư vấn và tranh tụng ở rất nhiều những vụ việc tương tự. Xin cảm ơn chị. Xin chào các anh chị. Xin chào tất cả các anh chị.